mấy hôm bão là ngập. Ngập mất hai hàng. Đấy, rau ấy kìa, đang nảy ngon ghê luôn. Vừa hôm qua cháu bón cái gì phát chuột. Trong đây ăn thì cắt lên trên vườn luôn. Rau là tóc cổ ra kia. Cháu ngắt dập một luống ở chỗ quây rau ấy à. Thừa mấy ngọn dí bố ở đây. Chỗ đây vóng chả ra được ăn. Tóc cổ nó lên được. Bỏ thì tiếc. Sáng cho hai mấy cái rau mà mấy năm rau muống ấy. Ừ. Cái ở kia sáng thấy chú Tuyên ở trong nhà gọi thì là thịt chưa. Thì cắt hết lúa chưa? Chưa, còn 3 thào. Sáng nay mới cắt được 2 thào trở về thôi nhưng mà đã nắng nó mà đổ. Chả biết đài thì vẫn báo mưa ấy, nhưng mà hôm qua cũng báo mưa ấy, vẫn nó lại nắng ấy. Ừ. Trời mùa này dễ lại nắng về trưa chiều lắm. Chị tính nha. Hơn 5 thào. Nó cứ nắng như hôm qua hôm kia thì lo gì phơi. À vâng, nó mà cứ nắng nắng rải ra đường kìa. Mỏng mỏng thì. Vâng, nắng thì hai nắng thì khô cong đường nhựa ấy.